Cá sống trên cạn. Chạy đi, mưa to rồi, lũ sắp đến đó. À ha, à ha. Chuyển lên đồi cao đi anh em ơi, nhanh lên, nước lũ lên nhanh quá. Cả khu rừng bị nhấn chìm cá rồi, chỉ còn loài khỉ chúng ta vừa thông minh, giỏi leo trèo lại nhanh nhẹn nên mới thoát được. Đại ca nói phải lắm, chỉ có loài vật thông minh, khéo léo như chúng ta mới thoát được thôi. Chúng ta đúng là loài vật thông minh nhất khu rừng này. Đúng quá, chỉ chúng ta mới là loài động vật thông minh. Cả đàn, im lặng. Loài động vật gì thế này, chúng ở đâu mà bị lũ cuốn đến đây? Thật khốn khổ. Ừ, không biết chúng là loài vật gì, nhưng nhìn chúng có vẻ đang khổ sở lắm. Cũng phải thôi, nước ngập thế kia mà không nhảy được lên bờ, ở dưới đó ngợp thở, chịu sao được. Đại ca, tội nghiệp chúng nó quá, hay là chúng ta tìm cách giúp chúng thoát nạn đi. Được, các anh em, chúng ta là loài vật thông minh nhất. Không chỉ vậy mà còn rất tốt bụng. Chúng gặp khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ. Các anh em, hãy cố tóm lấy chúng mà cứu chúng đưa lên nơi cao ráo. Nhất trí, nhất trí. Đây là con cuối cùng rồi. Chúng ta đã cứu được tất cả chúng nó. Hang hô, anh em mình giỏi quá. Đại ca, mưa lũ thế này thì chắc chắn còn rất nhiều loài hoạn nạn như thế kia. Hay chúng ta đi cứu họ đi. Như thế loài khỉ của chúng ta sẽ nổi tiếng khắp núi rừng, vì là loài vật vừa nhanh nhẹn, thông minh, lại vừa can đảm, tốt bụng. Đúng đó, anh em, chúng ta đi thôi. Ơ, đại ca, sao chúng nó lại dãy đành đạch thế kia? Sao chúng lại thế này? Hình như có một vài con đã chết rồi. Chết ư? Sao lại chết? Đúng rồi, không thở nữa. Có mấy con chết rồi. Sao chúng lại chết vậy? Chúng ta đã cứu chúng khỏi nước lũ rồi kia mà. Đại ca, có lẽ chúng bị nhấn chìm trong nước quá lâu nên bị ngạt thở. Chúng ta cứu chúng nên cũng không kịp nữa. Có lẽ vậy. Đúng là loài sinh vật yếu ớt, thật tội nghiệp. Trời ơi, các anh bảo cứu đàn cá ư? Có mà hại chết cả đàn thì có. Cá vốn sống dưới nước, họ đang vui vẻ, hồ hởi là thế. Các anh bắt hết lên bờ để họ chết khô, chết khát mất rồi. Hả? Cậu bảo sao? Các anh làm vậy là giết họ nhà cá đấy. Mau thả họ trở về nước đi. Trời ơi, có thật thế không? Cứ tưởng họ nhà mình thông minh lắm, ai dè ngu hết chỗ nói. Đại ca, thế chúng ta có đi giúp các loài vật khác nữa không? Có, nhưng chúng ta phải tìm hiểu kỹ, xem loài vật chúng ta muốn giúp cần gì đã. Không, sự nhiệt tình cộng với sự ngu ngốc của chúng ta sẽ giết chết họ đó. Vâng ạ. Chia đôi kỷ niệm. Ngoan đi, lát nữa ba đi công tác về tha hồ nhận quà. Chắc ba mua nhiều quà cho bọn con lắm mẹ nhỉ. Con thích ngôi nhà búp bê. Con thích tủ đồ thời trang cho búp bê. Ừ, mẹ đã dặn ba cả rồi. Không biết ba có nhớ tâm thư của hai chị em con không nữa. Hai công chúa của ba đâu rồi? Ba về, ba ơi. Ba nhớ hai chị em quá. Tụi con cũng nhớ ba. Ba có mệt không? Con lấy nước cho ba nha. Được rồi, ba khỏe lắm, không mệt chút nào, có quà cho hai con nè. Nhất hai con đấy nhé. Tụi con đi bốc quà đây ạ. Thích quá, yêu ba nhất trên đời. Thích quá chị Mai ơi, em thích hết tất cả chỗ này. Chị cũng thích, thấy hai chị em chơi chung nha. Tất nhiên là chơi chung rồi,
mình là chị em sinh đôi mà, mẹ vẫn bảo như thế. Mình xếp đồ lên giá này nha. Bên kia là khu xếp quà sinh nhật của hai chị em. Chị Mai nhớ siêu thật đấy. Khó gì, chị ghi hết lại mà. Ghi vào ư? Đây nhé, chị ghi ở đây là quà sinh nhật Mai Ly 7 tuổi. Cái này là mua bằng tiền lì xì Tết năm Mai Ly 7 tuổi. Còn bộ chăn gối công chúa này là mua bằng tiền tiết kiệm hè năm trước của hai chị em đó. Chị em mình là chị em sinh đôi nên cái gì cũng giống nhau. Cũng dùng chung với nhau hết. Thích thật chị Mai nhỉ? Ừ, siêu thích. Yêu chị Mai nhất trên đời. Công chúa sinh đôi muôn năm. Chị cũng yêu Ly nhất trên đời. Nhanh xuống đi chơi nào Mai ơi. Chị Mai ơi, nhanh lên không muộn. Mẹ ơi, sao váy em Ly màu xanh nước biển mà của con lại màu xanh lá cây? À, hôm đó mẹ tìm khắp không còn chiếc nào màu xanh nước biển nữa. Cái em Ly mặc là cái duy nhất còn lại. Mà kiểu dáng rất hợp với hai đứa nên mẹ lấy màu khác cho con. Vậy tại sao con lại phải mặc màu xanh lá cây? Con cũng thích màu xanh nước biển. Hôm đó chị đi chơi chưa về nên em được chọn trước đó. Lúc nào hai chị em cũng mặc đồ giống nhau cơ mà. Ly theo chị lên đi thay bộ khác đi. Không, em thích váy này hơn. Mặc kệ chị, em mặc váy này cơ. Mai à, thì thoảng mặc khác nhau một chút càng nổi bật chứ sao. Các bạn càng dễ phân biệt hai chị em. Mẹ thấy màu xanh lá cũng đẹp mà con. Con không thích, con thích màu váy của Ly cơ. Mẹ yêu Ly hơn con. Từ giờ con không thèm mặc đồ giống Ly nữa. Ơ, chị Mai làm gì thế? Từ giờ chị sẽ không chung phòng với em nữa. Không mặc đồ giống em nữa. Em cũng đừng có vào phòng chị. Không được chơi đồ chơi của chị. Nhưng mà mẹ thật thiên vị. Tại sao lại cho Ly chiếc váy màu xanh nước biển chứ? Mình cũng thích mà. Chắc là mẹ yêu Ly hơn mình rồi. Thỏ bông ơi, mẹ không yêu chị nữa rồi. Mẹ chỉ yêu Ly thôi. Cái gì cọ vào má mình thế nhỉ? Mai Ly thi đỗ vào lớp múa. Cái giấy này viết từ hồi chị 4 tuổi. Thế là em đã 3 tuổi rồi đấy thỏ. Mai Ly cắt tóc mái ngố. Mùa hè 4 tuổi. Mai Ly mọc răng hàm. Mai Ly biết đi xe đạp. Mùa đông 6 tuổi. Mai Ly học bơi ếch. Hai con là chị em sinh đôi, cùng một khúc ruột trong lòng mẹ. Hai đứa lúc nào cũng phải yêu thương nhau, làm gì cũng phải nghĩ đến nhau đó, nhớ chưa? Mỗi lúc có chuyện vui, hai chị em con sẽ dùng tiền tiết kiệm mua một món đồ chơi để kỷ niệm. Hai chị em chơi chung. Ly, dậy đi. Ai cho em vào phòng của chị hả? Chị Mai dậy rồi. Em nhớ chị quá nên vào đây nằm với chị. Chị không cần, chị không chơi với em nữa. Thật là chị không yêu em nữa hả? Nhưng con thỏ của em nhớ con thỏ của chị lắm rồi. Tối qua nó cứ bảo Ly bế thỏ sang tìm thỏ chị Mai đi. Thỏ không ngủ được. Cả con búp bê ba mới mang về nữa, nó cũng đòi sang đây tìm chị đó. Nên em... Ly ngốc nghếch. Thỏ với búp bê là đồ chơi mà biết nói hả? Chị Mai cười rồi kìa. Không thèm. Của chị nè. Cái gì vậy? Chị Mai thích cái váy xanh thì Ly sẽ nhường cái váy xanh cho chị. Chị Mai mà buồn thì Ly cũng sẽ buồn lắm. Thôi, Ly thích thì cứ mặc đi. Chị thấy thực ra màu xanh lá cũng xinh mà. Chị là chị phải nhường Ly mới đúng. Thôi chị Mai mặc đi. Ly mặc đi mà. Của chị đó. Của Ly mà. Vậy hay là hai chị em mình thay phiên nhau mặc nhé. Câu chuyện về BV và Cabo. Nếu không có hai anh BV và Cabo mang bày hạt giống trái cây chịu được nắng hạn thì thời tiết này mấy cây cũ trong rừng đã chết cháy từ lâu rồi. Đúng vậy, may quá. Mà mầm cây thuốc hai anh mang về tháng trước giờ lên cả bụi cây thuốc tốt lắm. Có gì đâu,
bay đi xa lấy được nhiều hạt giống cây mới về rừng, chúng tôi cũng vui lắm. Anh Bì Bì nói phải đấy, niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của chúng tôi mà. Hai anh thật có tấm lòng tốt bụng mà. Khu rừng của Bì Bì và Cabo luôn tràn ngập niềm vui khi mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau. Từ việc nhỏ như kiếm lương ăn, đến việc lớn như bắt cầu qua sông, qua suối. Và tuyệt vời hơn nữa, mùa xuân năm ấy, thiên sứ mùa xuân đã ghé thăm khu rừng xinh đẹp. Các con đã cùng nhau làm cho mảnh đất mình sinh sống đẹp đẽ hơn bội phần, khiến ta vô cùng tự hào. Chúng con cũng rất vui ạ. Ta đến để thông báo cho các con một tin mừng. Ta sẽ chọn một trong số các con làm sứ giả mùa xuân, cùng ta đi khắp thế gian mỗi dịp xuân về, mang niềm vui đến cho muôn vật. Sứ giả mùa xuân phải có tấm lòng tốt bụng và chiếm được nhiều cảm tình từ muôn loài. Hả? Ôi, sứ giả mùa xuân ạ. À? Được như vậy thì vinh dự cho chúng con quá rồi ạ. À. Nhưng chỉ được chọn một sứ giả duy nhất hay sao ạ? À? Chỉ một mà thôi. Cuối tuần này ta sẽ có lựa chọn cuối cùng. Thôi, giờ ta còn nhiều nơi khác phải đi. Tạm biệt các con. Kính chào thiên sứ. Kính chào thiên sứ. Nhất định một trong hai anh BV và Cabo sẽ được chọn làm sứ giả mùa xuân cho mà xem. Chắc chắn là thế rồi. Chắc chắn là thế rồi. Ai được chọn thì cũng đều là vinh dự lớn của khu rừng chúng ta mà. Đâu riêng tôi hay anh Cabo đâu. Tất cả các anh đều có cơ hội mà. Anh Cabo ha. Phải. Rõ ràng ở rừng này thì BV và mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức sứ giả ấy. Nhưng nếu xét về vẻ bề ngoài, chỉ sợ mình sẽ thua cậu ta. Lông mình xám đen, trong khi lông cậu ta thì trắng muốt. Mà một sứ giả thì vẻ ngoài chắc chắn là quan trọng lắm. Không được, phải làm thế nào để cậu ta biến mất mới được. Gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với chú chim này? Chim nhỏ ơi, thật may, cháu đã tỉnh lại rồi. Cháu, sao cụ có thể nói chuyện với cháu được? Cháu có biết là cháu đã bị một con chim khác cố tình khiến cháu bị thương không? Sao cụ lại biết cháu? Cháu thực sự không nhớ được gì hết. Điều đó cũng không quan trọng. Ta còn biết cháu là một chú chim được muôn loài yêu quý. Cháu có mong mỏi là một sứ giả của mùa xuân hay không? Cháu rất muốn ạ. Được đem những tin lành đến mọi miền thì còn gì hạnh phúc hơn ạ. Cháu nằm yên đây nha. Có động tĩnh gì cũng nhắm mắt yên lặng. Khi mặt trời lặn, đến bên dòng suối lắc mạnh mình, sau đó vớt lấy một nụ lục bình. Nhớ là nụ đó nghe chưa? Cụ ơi, cháu cảm ơn cụ đã cứu mạng cháu. Cháu có thể gặp lại cụ nữa không? Cháu muốn được báo ơn cụ ạ. Rồi cháu sẽ có cơ hội để báo ơn. Hãy làm đúng những lời ta dặn. Sứ mệnh của một sứ giả nhé. Trước khi ta giao cho cháu những nhiệm vụ cụ thể, hãy trở về rừng chào các bạn bè của mình đi nào. Trở lại khu rừng, muôn loài đều hân hoan chia vui cùng sứ giả mùa xuân BV. Chỉ riêng có chim Cabo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn BV thì vẫn không hề hay biết gì về kẻ đã cố tình hại mình. Anh BV này, anh làm thế nào mà có được vương miệng của thiên sứ mùa xuân vậy? Anh nói cho tôi biết với. Tôi... Anh mách cho tôi biết với. Biết đâu thiên sứ lại đổi ý, chọn thêm một sứ giả nữa thì sao? Thế là BV thật thà kể lại cho chim Cabo nghe về bà cụ bên suối đã xuất hiện và cứu giúp cậu ra sao. Chỉ cần mình lao xuống dòng suối này, chắc chắn thiên sứ sẽ cứu mình giống như đã làm với BV. Thật kỳ lạ, Cabo cũng được ai đó cứu giúp và cậu nằm trong ổ rơm trong căn lều, chờ đợi kiến đen và kiến lửa đến trị thương. Đau quá,
mặt trời sắp lặn rồi mà chẳng thấy con kiến nào. Sao mình lại tin gã Vivi đó chứ? Mình bị đó lừa rồi, đúng là ngu dại quá mà. Đáng tiếc, một kẻ đầu óc lúc nào cũng đầy âm mưu lại hoàn toàn thiếu đi sự kiên nhẫn và niềm tin vào người khác. Cabo làm ngược lại hết những lời của Vivi. Con kiến gớm ghét kia, có đốt thì đốt mau lên, mặt trời sắp lặn rồi đấy. Kẻ gian dối mau theo chúng ta về địa ngục. Không, không thể nào, ta phải trở thành sứ giả mùa xuân. Không có sứ giả nào hết, đây là kết cục xứng đáng của một kẻ gian dối hãm hại ngay các bạn mình như ngươi. Con biết tội rồi ạ, xin hãy tha thứ cho con. Không kịp nữa rồi, Cabo bị quỷ dữ lôi về địa ngục để hối cải về những việc xấu xa nó đã làm. Chuỗi ngọc bị mất. Mình đã đến lúc cần phải được nghỉ ngơi rồi. Đây là chuỗi ngọc quý mà Hoàng thượng ban tặng cho chùa chúng ta. Vì vậy, ta cũng như các con phải có trách nhiệm thờ phụng và trông coi chuỗi ngọc, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra, có biết không? Vâng, thưa sư phụ. Sư phụ ơi, chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc làm sao? Chuỗi ngọc bị mất rồi ạ. Sao? Chuỗi ngọc mất rồi à? Ai trong số các con đã lấy cắp chuỗi ngọc? Không phải bọn con ạ. Điện thờ này ngoài ta và các con thì không ai có thể ra vào được. Chuỗi ngọc lại biến mất chỉ sau một đêm. Chắc chắn người lấy cắp là một trong số các con. Nể tình các con theo ta đã lâu nên ta cho các con một cơ hội. Trong vòng ngày mai hãy trả chuỗi ngọc về chỗ cũ, ta sẽ không trách tội. Chuỗi ngọc vẫn chưa trả về vị trí cũ, nghĩa là các con vẫn không ai chịu thừa nhận. Sư phụ, con không lấy thật mà. Ngôi chùa này treo leo trên đỉnh núi, cửa và cổng đều rất chắc chắn, không ai có thể vào được. Vậy người lấy chuỗi ngọc chỉ là một trong số các con. Ta cho các con thêm một cơ hội nữa. Nếu ngày mai mà ta không thấy chuỗi ngọc thì các con phải rời khỏi đây mãi mãi. Rời khỏi đây ư? Hãy tự liệu đi. Trong các đệ, ai lấy chuỗi ngọc thì mau nhận đi, đừng để tất cả chúng ta bị sư phụ đuổi khỏi đây. Không phải đệ, cũng không phải đệ. Đệ là người phát hiện ra mất chuỗi ngọc đầu tiên. Có phải để lấy không? Không phải để. Hôm đó là phiên đệ quét dọn ở điện chính nên đệ phát hiện ra đầu tiên thôi. Hay là đệ là người quét dọn cuối cùng trước khi chuỗi ngọc bị mất đúng không? Không, lúc đệ quét dọn xong, rời khỏi điện vẫn còn mà. Hay là một trong hai đệ? Từ nãy giờ huynh cứ đổ tội cho mọi người, lẽ nào chính huynh là thủ phạm? Phải đấy, có khi chính huynh ấy lấy đấy. Các đệ đừng nói bậy, huynh không bao giờ làm chuyện đó. Là đệ, là huynh. Đệ thì có, huynh mới đúng. Các huynh đừng cãi nhau nữa. Đệ chính là người lấy cắp chuỗi ngọc. Là đệ thật sao? Ngũ đồ đệ đã nhận lỗi, các con có thể ở lại đây, không phải ra đi nữa. Ngũ đồ đệ, con còn muốn nói gì không? Sư phụ, xin sư phụ hãy tha lỗi cho con ạ. Con. Chuỗi ngọc đâu? Con mang đi bán rồi ạ. Vậy tiền bán chuỗi ngọc đâu? Con làm mất rồi ạ. Con giỏi lắm, dám lừa cả sư phụ à. Các con tưởng đưa ra một người chịu tội rồi nói những lý do vớ vẩn như vậy là xong chuyện à? Sư phụ, người nói gì con không hiểu ạ. Thực chất người lấy chuỗi ngọc không phải con, tại sao con dám nhận bừa? Sao sư phụ biết? Không phải ngũ đệ sao? Con tưởng đánh lừa được sư phụ sao? Thật là hỗn xược. Con xin sư phụ, con không bao giờ dám lừa dối sư phụ. Trở dĩ con nhận tội là vì không muốn các sư huynh nghi ngờ lẫn nhau, để rồi tất cả phải ra đi. Xin sư phụ hãy tha lỗi cho con. Thế còn kẻ lấy cắp thực sự thì sao? Con làm vậy thì chỉ có lợi cho kẻ đó thôi.
Họ đều là huynh đệ sống với con từ nhỏ, con rất hiểu tính họ. Nếu chẳng may lầm đường, ắt hẳn phải có nỗi khổ. Con chỉ muốn đứng ra nhận tội để không ai khó xử. Xin sư phụ cứ phạt con đi ạ. Đứng lên đi, sư phụ sao có thể trách phạt con chứ. Thật ra chuỗi ngọc không hề bị mất, ta làm vậy để thử các con thôi. Sư phụ, người... Ta già rồi, muốn nghỉ ngơi và truyền lại chức trụ trì cho một trong số các con. Ta thấy các con đều rất có khả năng. Tuy nhiên, người làm trụ trì cần phải có một tấm lòng bao dung, nhân hậu và yêu thương các huynh đệ của mình. Và ta đã tìm được người xứng đáng nhất chính là con. Con, liệu con có làm được không ạ? Ta tin là con sẽ làm tốt hơn ta. Đừng để ta thất vọng. Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Tốt, tốt lắm. Nước mắt của nàng tiên hắc ám. Ta không thể chịu nổi nữa rồi. Trong khi các thiên thần nhỏ khác đều ngoan ngoãn, thì cô bé này lại khóc lóc suốt ngày à. Đây là một thiên thần nhỏ vô cùng kỳ lạ. Cô bé bướng bỉnh, lúc nào cũng quấy khóc và không chịu ở một chỗ. Chúng thần vô cùng vất vả với cô bé này. Chẳng phải năm nào chúng ta cũng phải đau đầu suy nghĩ xem nên chọn ai làm tiên hắc ám sao? Năm nay chúng ta hãy chọn thiên thần nhỏ bướng bỉnh này làm tiên hắc ám. Người thấy thế nào? Tiên ạ. Tiên hắc ám ư? Đó là phong hiệu mà không nàng tiên nào muốn nhận. Được rồi, tiên hắc ám đúng là vị tiên của đau khổ và bất hòa. Nhưng ý nghĩa thực sự của vị tiên này không phải ai cũng hiểu được. Thiên thần nhỏ này sinh ra đã có khác biệt với các thiên thần khác. Ta quyết định chọn cô bé làm tiên hắc ám của năm nay. Nhiều năm sau, đó là ai mà trông đáng sợ và lập dị quá? Đó là tiên hắc ám đó. Vị tiên luôn đi rêu rắc sự xấu xa và bất hòa với nhân gian. Ai cũng muốn tránh xa cô ta hết. Giá như mình cũng có một gia đình hạnh phúc như họ thì tốt biết bao. Thật là đáng sợ, cô ta nỡ gieo nỗi buồn lên một đứa trẻ tội nghiệp. Lại là con bé đó phải không? Không có lửa thì làm sao có khói? Anh mà không đưa đẩy, tán gẫu với nó thì đâu có chuyện gì để nó nhắn tin cho anh suốt ngày như thế. Trời ơi, em lại thế nữa rồi. Giữa bọn anh chẳng có chuyện gì hết. Anh mệt mỏi vì cái kiểu ghen tuông vớ vẩn này của em lắm rồi. Gì thế này? Thiệp mời đến dự bữa tiệc đón xuân của các vị thần ư? Lẽ nào năm nay mình là người đại diện cho các nàng tiên hắc ám? Nghe nói đại diện của tiên hắc ám chẳng năm nào tham gia bữa tiệc này. Với bộ dạng đen đúa và suối quẩy của mình, sao các nàng ta dám tham dự chứ? Tiên hắc ám ư? Tiên hắc ám mà cũng đến tham dự bữa tiệc này sao? Sao vậy? Ta có thiệp mời đến bữa tiệc này. Việc ta đến dự kỳ lạ lắm sao? Nàng đã quyết định đến đây, tại sao lại khiến mình trở thành kẻ lạc loài trong bữa tiệc này như vậy chứ? Ta vốn chỉ vì tò mò về bữa tiệc này mà đến đây. Nếu biết trước nó nhàm chán và giả tạo như vậy, ta đã chẳng đến làm cái gì. Gì cơ? Nàng dám nói bữa tiệc lớn nhất xứ sở thần tiên này là nhàm chán và giả tạo ư? Ngày quên ta là tiên hắc ám rồi sao? Ta có thể nhìn thấu những tâm địa xấu xa trong sâu thẳm mỗi người. Những nàng tiên ở đây, ai ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, hào nhoáng, nói năng dễ mến. Nhưng tấm lòng của các nàng ấy thì chẳng dễ mến như vẻ ngoài.
ngài nói ta là kẻ lạc loài trong bữa tiệc này. Có lẽ cũng đúng thôi. Vẻ ngoài của ta xấu xí hơn họ, và tâm can của ta cũng ngay thẳng hơn họ rất nhiều. Một nàng tiên hắc ám đã tự cho rằng nhân cách của mình tốt đẹp hơn những nàng tiên khác ư? Thật nực cười. Là tiên hắc ám thì sao? Các người mới thật quá nực cười. Vốn chẳng hiểu gì về tiên hắc ám, nhưng lại có thể tùy tiện đánh giá một cách phiến diện như vậy. Được rồi, ta sẽ khiến cho các nàng tiên xinh đẹp ở đây lộ ra bản chất thật của mình. Không ngờ tiên hắc ám dám đến đây. Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Bộ dạng mập mạp lại còn thêm bộ cánh xấu xí, đến là ghê của nàng ta. Ta thấy thật tội nghiệp cho chiếc váy của nàng ta quá à. Sao cô lại dám mặc bộ váy lộng lẫy hơn ta chứ? Đúng là ngứa hết cả mắt à. Cô nói gì? Thật đáng tiếc, lâu nay ta vẫn coi cô như chị em thân thiết. Bao nhiêu lỗi sai cô mắc phải lúc làm việc, ta đều giúp cô lấp liếm hết. Nghe nói tiên sùng túc sắp kết đôi với nàng tiên bận hàng. Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son. Không biết nàng ta đã mê hoặc tiên sung túc của ta bằng cách nào nữa. Chuyện gì xảy ra với các nàng tiên vậy? Tiên hắc ám, chắc chắn cô ta đã rêu rắc sự đố kỵ và nỗi buồn lên những nàng tiên khác rồi. Hãy đuổi nàng ta đi đi, tất cả là do nàng ta hết. Cô ta đi đến đâu là nỗi buồn và bất hòa kéo tới đấy. Không chỉ chúng ta mà cả nhân gian phải đau khổ vì cô ta đấy. Các người không phải đuổi, ta vốn chẳng muốn ở lại nơi này lâu rồi. Đáng đời cô ta, biến đi, tránh xa chúng tôi ra. Ta chưa bao giờ rêu rắc những điều xấu xa xuống nhân gian hết. Không mấy ai hiểu được ý nghĩa của nỗi buồn, nỗi sợ và nỗi bất hòa, nên luôn nghĩ đó là những cảm xúc tiêu cực. Nhưng phải đi qua nỗi buồn, con người mới biết trân trọng những niềm vui. Phải có những lúc bất hòa, con người mới càng thấu hiểu nhau hơn. Sứ mệnh của ta là khơi dậy cảm xúc thật trong mỗi người mà thôi. Tại sao không ai hiểu được những điều đó chứ? Khá khen cho nhà ngươi, khi còn nhỏ thì làm các bà tiên giúp việc phải bấn loạn, đến khi trưởng thành thì lại có gan làm loạn cả bữa tiệc của các vị thần. Nhưng ta thực sự phải cảm ơn sự xuất hiện của ngươi ngày hôm nay, cũng như sự náo loạn mà ngươi gây ra. Đúng như ngươi nói, các nàng tiên hắc ám chỉ có sứ mệnh khơi dậy những gì trong sâu thẳm mỗi người mà thôi. Các nàng tiên hắc ám không có sức mạnh mang đến nỗi buồn hay nỗi bất hòa cho bất kỳ ai. Vì vậy, thân làm thần tiên, các ngươi hãy tự vấn lòng mình đi. Tại sao các ngươi lại mang trong mình những tham, sân, si trần thế kia trong lòng? Cây trăm vàng. Ngày xưa, ngày xưa, ở một buôn làng xa xôi dưới chân núi, có cô gái mồ côi hờ nê sinh sống bằng nghề chăn ngựa. Thế rồi, một ngày nọ, Hờ Nê, có tin xấu rồi. Tin gì mà cậu hớt hải thế Hờ Nê? Lần này, người bị chọn làm vật tế cho rắn thần là cậu đó. Cậu hãy mau trốn đi, tin này giờ vẫn chưa được thông báo rộng rãi. Nếu giờ cậu trốn, chắc vẫn kịp đó. Mình không thể làm như vậy được. Nếu như trốn đi, cô gái khác sẽ phải chết thay mình. Cậu thật là cao thượng quá Hờ Nê ạ. Cứ nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp cậu nữa là nước mắt mình lại chảy dài. Vậy là mình sắp phải xa rời đồng cỏ và bầy ngựa thân yêu rồi. Ôi, mày đưa ta đi đâu thế này? Nè, mày muốn nói ở đây có gì sao? Hình như có vật gì ở dưới đấy. Mình chưa từng thấy cây trăm nào đẹp như thế này. Cảm ơn món quà của mày nha, ngựa trắng. Về xử tội, làm gương cho dân bản mới được. Thật là hạnh phúc khi được trở về với đồng cỏ. Gặp lại được mày, tao vui lắm ngựa trắng ơi. Hồ Nê ơi, lão phù thủy đang cho người dựng dàn hỏa thiêu, bắt cậu về bản trị tội trước dân làng kìa. Hả? Sao lại trị tội mình? Mình có làm gì đâu. Việc cậu trở về bình an mà không bị rắn thần ăn thịt đã tới tai lão phù thủy. Lão cho rằng cậu tự ý bỏ về mà muốn xử tội cậu để làm gương cho dân bản đó. Sao lại có thể buộc tội mình một cách vô lý như vậy được?
Lão có uy quyền rất lớn trong bản, cậu không thể chống lại được đâu. Tốt nhất là cậu hãy chạy mau đi còn kịp đó. Mau tìm con hờ nê cho ta, nó chỉ quanh quẩn ở chỗ này thôi. Tìm được lập tức trói nó lại đưa đến vàng hỏa thiêu. Trời ơi, chết rồi kìa, lão ta tới rồi, mau chạy đi hờ nê. Kìa, đúng là con hờ nê rồi, mau đuổi theo bắt nó lại. Lạy trời cho hờ nê trốn thoát khỏi tay lão phù thủy độc ác. Hờ nê, mau đứng lại cho ta. Chết rồi, không ngờ lại đi vào đường cục như thế này. Hết đường chạy rồi, hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi hờ nê. Chúng đuổi tới sát rồi, chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao? Lạy các thánh thần, hãy phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn này. Cảm tạ trời đất đã lắng nghe lời cầu khẩn của con. Đừng có mơ thoát khỏi tay ta, ta sẽ bắt được ngươi cho xem. Không! Vậy là tên phù thủy độc ác cùng bọn đàn em đã bị phép thuật của cây trăm vàng trừng trị thích đáng. Giờ đây, hờ nê yên tâm trở về với bản làng, sống những ngày tháng bình yên cùng bà con dân bản. Của rơi. Trời ơi, bộ váy này đẹp quá, chắc chắn là nó hợp với mình. Mấy đồng này làm sao đủ mua bây giờ? Mẹ ơi, con muốn có một chiếc váy mới ạ. Tủ quần áo của con còn nhiều đồ mà. Nhưng chúng chật và xấu lắm ạ. Con muốn có một chiếc váy như trong tờ tạp chí thời trang này. Con gái à, nó đắt lắm. Năm học vừa rồi con đạt học sinh giỏi, ba mẹ vẫn chưa có phần thưởng cho con mà. Con sẽ có quà, nhưng không phải những thứ đắt tiền xa xỉ thế này. Nó đâu có quá xa xỉ hả? Mẹ đã nói rồi, không là không, con gái à. Cháu sang đường mà không chú ý xe cộ là sao? Dạ, cháu mãi suy nghĩ nên không để ý. Cháu xin lỗi ạ. Cháu là con gái của mẹ Ngọc hả? Thôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận nha. Mẹ cháu hay lấy rau của cô lắm. Thôi cô đi đây. Vâng ạ. Quái lạ, cái gì thế? Có phải của cô bán rau lúc nãy không ta? Trời ơi, Tiên, chỗ này cũng khá, có thể mua chiếc váy mới rồi. Con gái à, mẹ vào được không? Vâng, mẹ vào đi. Làm gì mà như người mất hồn thế kia, xuống ăn cơm đi con. Vâng ạ. Chiều nay đi chợ, gặp chị Mùi bán rau mà em thấy tội nghiệp quá à. Chị ấy gặp chuyện gì hả em? Chiều nay đi chợ, chị ấy đánh rơi bọc tiền lúc nào không hay, cả gia tài đấy anh à. Khổ thân chị, làm lũ vất vả gom góp từng đồng để cho cô con gái nhập học, ai dè. Hay, đúng là. Anh à, em có ý này, hay là mình biếu chị ấy một số tiền? Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy. Ba mẹ thật là, trong lúc mình xin tiền mua váy thì không cho, tự dưng lại đi cho người dưng. Con mời ba mẹ, con ăn no rồi. Sao thế con? Mới ăn một chén mà, con mệt hả? Dạ không, con no rồi. Chắc nó buồn vì em không cho tiền con mua váy mới đấy. Hay, con bé thật là. Con gái yêu này. Anh ơi. Ơi, gì đó em. Anh cất đi này, chị Mùi không chịu nhận đâu. Sao, chị ấy không nhận à? Chắc mình nói không khéo chứ gì. Chị Mùi nói gia đình chị nghèo thì nghèo thật, cần tiền thì cần thật, nhưng chị ấy nói không thể ngửa tay xin tiền của người khác. Ai cũng phải lao động vất vả để kiếm được đồng tiền,
dù nghèo khó cũng phải giữ lấy lòng tự trọng. Chị ấy đúng là người tự trọng hiếm thấy, nghèo mà chính trực, không tham của ai cái gì bao giờ. Thôi đành vậy, chỉ mong có ai đó nhặt được tiền thì trả về cho chị ấy. Con bé sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Hôm qua con nhặt được cái này của cô Mùi bán rau. Vì cô đụng phải con trước cổng nhà nên con đoán là của cô. Mẹ giúp con trả lại cho cô nha. Hóa ra là như vậy. Ôi con gái, con làm vậy là đúng lắm. Con gái ngoan, bố mẹ rất tự hào về con. Chỉ còn là kỷ niệm. Ôi, tiết thu đẹp thế này. Người người đám cưới, nhà nhà đám cưới. Sáng giờ nhận tới hai cái thiệp mời nè. Đúng rồi, nhận thêm một thiệp mời lại thấy mình lẻ loi. Chả buồn cho nàng ấy, bao nhiêu vệ tinh vây quanh, lắm mối tối nằm không đây nè. Ai biểu kêu kỳ quá cơ, thấy chuyện với Hùng Cây Si sao rồi? Đúng rồi, hồi trước, chiều nào ông chẳng đổ bê tông dưới kia chờ bà. Thôi, nhắc làm gì, chia tay cả năm rồi. Mình thấy anh ấy si mê bà thế mà bà cũng vẫn lưu luyến anh ta đúng không? Từ đó giờ đâu thấy yêu ai nữa đâu. Ngày đó lỗi là do tôi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Xin lỗi anh đến muộn. Thuở còn yêu nhau, chỉ em là người bắt anh phải chờ thôi. Anh bận việc lu bu quá nên tới trễ, xin lỗi nha. À, mà em hẹn anh... Việc bận mà anh nói tới là chuẩn bị làm đám cưới chứ gì? Anh... em biết rồi sao? Ảnh cưới đầy trên Facebook đó thôi. Anh... tụi anh mới chụp ảnh cưới và đang chọn ngày. Anh không cần phải nói. Chắc là anh cũng không mời em tới đám cưới đâu nhỉ? Lỡ biết rồi, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Vậy dạo này em thế nào rồi? Em ổn. Vậy à, thế thì tốt rồi. Chừng nào có tin vui nhớ báo anh nhé. Em không dễ dàng cưới người khác khi vừa chia tay người yêu một năm như ai đâu. Anh xin lỗi. Anh sẽ đến ngay. Anh phải về bây giờ. Khi khác rảnh, vợ chồng anh sẽ mời em cà phê nhé. Anh về đi. Về với cô dâu của anh đi. Cô có sao không? Tôi xin lỗi. Chờ một chút, anh sẽ về bây giờ. Anh Hùng, anh bỏ mặc em lại đây sao? Em tỉnh rồi à? Bác sĩ nói tình trạng của em đã ổn định. Anh đã báo cho ba mẹ em. Họ sẽ tới đây bây giờ. Anh không lo lắng gì cho em sao? Anh phải về. Có mấy việc ở nhà. Anh chỉ biết lo cho đám cưới của mình. Không quan tâm em sống chết thế nào. Dù gì chúng ta cũng có 2 năm bên nhau. Thảo à, chuyện của chúng mình đã qua. Giờ anh không thể có lỗi với cô ấy. Mặt em rồi đây sẽ đầy những vết sẹo. Em còn có thể lấy ai nữa? Anh, chính anh phải chịu trách nhiệm. Không, em sẽ chết cho anh xem. Thảo, đừng tiếp tục coi thường mạng sống như em đã coi thường tình yêu của anh trước kia. Em, thật ra vì em muốn anh quay lại, em đã vứt bỏ cả lòng tự trọng. Khi em bị thương, anh đã lo lắng thế nào? Hùng, anh vẫn còn yêu em, phải không? Quá muộn rồi, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Kể từ ngày... Thế là tao thắng cược rồi nhé. Ông Hùng là cây si số 10 trong bộ sưu tập người yêu của tao. Ừ thì mày thắng. Mày cưa đổ được bầu trời tư cách, con mọt sách khổng lồ của viện rồi. Giờ mày tính sao? Đúng rồi, si bám rễ rồi định nhổ lên hay trồng tiếp mày? Thì cứ vui vẻ thêm mấy bữa nữa. Chừng nào tìm được cái cây to hơn, tao sẽ nhổ cái cây này đi.
giờ cứ dùng tạm đã. Mày đúng là ác như tê giác mà. Ừ, anh Hùng, anh Hùng, em, đó không phải là sự thật, chỉ là bông đùa với những người bạn. Tình yêu của em là sự thật. Hôm đó là kỷ niệm 2 năm ngày chúng ta bên nhau. Anh đã định sẽ cầu hôn em, nhưng sự bẩn cợt của em đã đẩy chúng ta ra xa mãi. Em xin lỗi. Đối với anh, tình yêu không phải thứ để đem ra trân trổ hay đùa cợt. Anh đã rất đau lòng khi nghe những điều em nói. Khi nãy anh đã trao đổi với bác sĩ, chắc chắn mặt em sẽ không để lại sẹo. Thảo à, nhưng Trang thì không may mắn như em. Trang, vợ sắp cưới của anh, cô ấy làm sao? Anh gặp lại Trang, cô bạn cùng bàn trong buổi họp lớp cấp 3. Buồn bã vì chuyện chúng mình, anh đã uống tới say mềm. Nếu không có Trang... Hùng, tránh ra! Đã có những chuyện như vậy sao? Phải, giờ đôi chân của Trang bước đi khập khiễng, nhưng tâm hồn anh và cô ấy hoàn toàn hòa hợp. Hùng, em xin lỗi. Có những sai lầm không thể sửa chữa và tình yêu không phải trò đùa. Chuyện của chúng mình em sẽ giữ trong tim như một kỷ niệm đẹp. Chúc anh hạnh phúc. Quy tắc của Long Vương và chiếc lưới đánh cá. Mùa này cá cắm cắt thịt quá bà con nhỉ. Phải đấy, tranh thủ mùa, chúng ta phải tranh thủ kiếm đủ số cá phơi khô. Còn để dành nữa, chúng ta sẽ không còn lo đói nữa. Thủy triều đã lên, chúng ta về làng thôi. Dạ bẩm Long Vương, dạo gần đây không biết bao nhiêu long tử long tôn dưới long cung này đều bị sát hại bởi những người ngư dân. Càng ngày kỹ thuật đánh bắt của họ càng giỏi hơn. Lão quá, mặt biển là của ta, thần dân là của ta, chúng bắt cá sao không xin phép ta chứ? Nếu để chuyện này tái diễn, e rằng chúng ta sẽ bị tổn thất rất nhiều, chi bằng ngay từ đầu chúng ta cấm chúng không được đánh bắt cá ở biển nữa, thưa Long Vương. Đúng vậy, hãy đem quân theo ta đến làng chài đó ngay. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng tố lớn quá. Người Trần các người to gan, sao dám đánh bắt ở biển mà không xin phép ta? Làm bao thần dân của ta đã bỏ mạng. Thưa Long Vương, chúng tôi ngày nào cũng đều cảm tạ ngài đem lại thức ăn cứu đói cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn dâng lễ vật cúng lễ hàng năm. Chỉ bằng mấy món lễ vật nhỏ mọn đó mà các ngươi được cái quyền giết hại thần dân của ta sao? Thưa ngài, đó là quy luật sinh tồn. Chúng tôi phải đánh bắt cá mới có thức ăn để tồn tại. Chúng tôi chỉ đánh bắt theo mùa, không bao giờ làm hại những cá còn nhỏ. Hơn nữa, cá ngoài biển cả rất nhiều và chúng còn sinh sôi nữa. Không được nói nhiều, nói chung là các ngươi không được phép bắt cá ở biển nữa. Xin Long Vương suy nghĩ lại, nếu không có cá, chúng tôi không thể sống qua ngày. Mặt biển là nơi chúng tôi mưu sinh. Sự sống của các người không liên quan gì đến ta. Từ nay, ta không cho phép các người đánh bắt cá ở biển nữa. Được, không được bắt thì chúng tôi sẽ không bắt cá nữa. Nhưng lúc đó cá sinh sôi quá nhiều, thức ăn ở thủy tộc không đủ, sẽ gây bạo loạn. Còn chúng tôi sẽ không có gì ăn, chúng tôi sẽ uống nước. Rồi đến đời con cháu chúng tôi sẽ uống cạn mặt biển này. Cả thủy tộc sẽ chết khô hết cả. Nếu chúng ta kiên quyết không cho chúng đánh bắt cá, e rằng sẽ gây thù chuốc oán với những người Trần, rồi sẽ sinh bạo loạn. Chi bằng trước mắt ngài hãy đồng ý nhượng bộ, nhưng chúng ta sẽ làm khó chúng. Chỉ cần bọn họ không uống cạn nước sông thì cho bọn họ bắt cá, nhưng không được phép dùng tay bắt. Bọn họ không dùng tay thì sẽ không bắt được cá. Như vậy sẽ bảo vệ được Long Tử Long Tôn, lại bảo toàn tính mạng của Long Quân. Để bọn họ đứng nhìn nước sông mà không làm được gì, như thế thì tốt biết mấy. Thôi được, nể tình các ngươi, ta sẽ cho các ngươi đánh bắt cá ở đây.
nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Các ngươi phải tuân thủ quy tắc này, đó là không được dùng tay bắt cá. Nếu các ngươi đồng ý, xem như quyết định như vậy, về sau hai bên đều không được đổi ý. Tay không bắt cá ư? Điều kiện vậy khá gì làm khó chúng ta. Thật là ép người quá đáng. Cũng không còn cách nào khác, chúng tôi đồng ý. Đã mấy ngày rồi chúng ta không có cách nào bắt được cá. Cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó thôi. Ông ơi, ông nhìn xem, nó ẩn nấp kìa. Con đang xem gì thế? Mọi người, tôi có ý này, chúng ta thử xem sao. Tên Sa, cháu lên rừng tìm một ít dây leo về cho mọi người làm dây thừng. Hãy bắt chước cách nhện kết lưới, làm thành một mạng lưới thô ráp. Để làm gì vậy thưa ông? Chúng ta hãy thử làm một chiếc lưới bắt cá, giống như cái lưới nhện kia. Một ý kiến hay đấy, chúng ta hãy thử xem. Cháu nghĩ là mình nên đặt hai cây gỗ, cột thành chữ thập ở dưới, buộc một cây gậy dài ở chính giữa, để mình tiện giữ nó khi đánh bắt một mình. Được, vậy chúng ta hãy phân công nhau ra làm thử xem sao. Chúng ta hãy thử giăng lưới xem sao. Cuộc sống mưu sinh của chúng ta sau này phụ thuộc vào nó. Thật là tuyệt. So với bắt cá bằng tay, chiếc lưới này bắt cá dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, nó còn bắt được nhiều hơn hẳn nữa. Chiếc lưới này cũng rất tiện lợi nữa. Chúng ta thắng rồi. Từ nay không thể cấm chúng ta mưu sinh trên biển nữa. Thưa Long Vương, loài người đã nghĩ ra một loại lưới bắt cá còn lợi hại hơn cả khi xưa bọn họ bắt bằng tay. Tất cả là tại người ngang ngược cả. Nếu cứ để mặc chúng như ban đầu, có phải bây giờ không phải lo chúng đang tàn sát thủy tộc ta không? Kể từ đó, loài người vẫn dùng lưới bắt cá cho đến ngày nay. Còn Long Vương đứng ngồi không yên, lo lắng nên mắt ngài lồi ra như bây giờ. Riêng con rùa trên thân có màu đen, chính là khi xưa bị Long Vương hất bình mực vào người nó. Hộp đánh giày 125 đồng. Anh vừa họp xong, việc đàm phán đã thành công tốt đẹp. Giờ thì anh đang tranh thủ đi tham quan ở khu mua sắm, sẽ mua quà cho em và mọi người. Làm ơn làm phước, cho tôi xin một vài đồng lẻ. Cho tôi xin một vài đồng lẻ với. Cháu cần một chiếc hộp đánh giày, thưa ông. Vậy cháu cần bao nhiêu tiền để mua một chiếc hộp đánh giày hả cậu bé? 125 đồng, thưa ông. 125 đồng? Chiếc hộp đánh giày cháu muốn mua quá đắt đỏ đấy. Cháu nghĩ sao mà ta có thể cho cháu số tiền lớn như thế chứ? Nó không hề đắt đỏ đâu, thưa ông. Cháu đã tìm hiểu cả rồi. Cháu cần có một chiếc hộp chuyên dụng, một cái ghế, chậu bóng, bàn chải lông mềm và mười mấy loại xi đánh giày. Không đủ 125 đồng thì cháu sẽ không mua được chiếc hộp chuyên dụng đó. Thế cháu đã có bao nhiêu tiền trong tay rồi? Cháu đã có 35 đồng, đang còn thiếu 90 đồng nữa. 90 đồng cũng là một số tiền quá lớn, ta không thể cho cháu được. Nếu có thể, ông cho cháu mượn được chứ, rồi cháu sẽ hoàn trả ông đầy đủ. Mượn ư? Để xem, thằng bé láo cá này định giở trò gì. Thôi được, nhưng ta sẽ không cho cháu vay không 90 đồng, mà coi như một khoản đầu tư. Ta đồng ý sẽ cho cháu mượn, nhưng với điều kiện, ta còn muốn cháu trả thêm 1 đồng tiền lãi nữa. Cháu thấy sao, và định trả ta vào lúc nào? Cháu đồng ý. Cháu hứa sau 5 ngày sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho ông, kèm thêm 1 đồng tiền lãi ạ. Được, ta sẽ đợi kết quả của cháu. Vâng, nhất định rồi ạ. Cháu cảm ơn ông đã đầu tư cho cháu ạ. Nếu có thể, ông cho cháu xin cái card của ông được không ạ?
ngày nào ta cũng sẽ ra đây theo dõi cháu làm ăn đấy nhé. Vâng, hẹn ông 5 ngày nữa có ở đây ạ. Cứ coi như một vụ đánh cược, liệu mình có mất 90 đồng từ một thằng bé oắt con láo cá này không đây? Này cậu bé, cháu đến đây làm gì thế? Ôi may quá, tìm được ông rồi. Tìm ta à? Có chuyện gì thế? Xem thông tin cháu mới biết, ông là nhà kinh doanh lớn, nên cháu muốn đến đây xin ông tư vấn ạ. Nhưng cháu không thấy ta đang rất bận hay sao? Ông là người đầu tư vào cháu không muốn làm mất số tiền đầu tư đó của ông. Cháu cần ông tư vấn ạ. Cháu muốn ta tư vấn gì nào? Ông là người làm kinh doanh, nên hẳn có rất nhiều kinh nghiệm. Ông có thể tư vấn giúp cháu nên chọn địa điểm kinh doanh thế nào cho thích hợp ạ. Đúng thật, trước khi kinh doanh cần phải tính toán đến điều này. Theo ta, cháu hãy vào trung tâm thương mại đi, trong đó có rất nhiều khách hàng qua lại. Không được, trong đó có máy đánh giày miễn phí, rất nhiều người đã biết điều đó rồi, cháu sẽ chẳng kiếm được tiền đâu. Nhìn có vẻ thằng nhóc này muốn kinh doanh thật, cũng có tố chất trà phết. Hay cứ thử theo nó xem thế nào. Thôi được, nhóc, ta sẽ thử đi cùng cháu để tìm địa điểm kinh doanh. Thật thế ạ? Cảm ơn ông. À, đúng rồi, liệu chọn vị trí đối diện khách sạn có được không ạ? Đây là một thành phố du lịch. Khách sạn là nơi có rất nhiều khách du lịch lui tới, hành trình vất vả. Nên vào ngày sau đó, chắc chắn họ cần một đôi giày sạch sẽ. Thà nghĩ ý kiến của cháu không tồi chút nào. Thật ạ? Vậy cháu phải sang đó luôn thôi. Sao bây giờ ông không để cháu trả một đồng tiền lãi cho ông nhỉ? Vừa là người mở hàng cho cháu, vừa thử trình độ phục vụ của cháu. Cháu khá lắm cậu bé. Cháu đang muốn đánh giày cho ta để lấy phí đánh giày trả một đồng tiền lãi ư? Được, nếu mà cháu đánh không được thì chứng tỏ cháu nói khoác, cũng đồng nghĩa với việc ta đã đầu tư thất bại. Cháu là người giỏi nhất cho ông xem. Cháu đã luyện tập đánh giày ở nhà suốt một tháng qua rồi đấy. Giỏi lắm cậu nhóc. Hôm nay đã hết hạn 5 ngày, cháu gom đủ 90 đồng trả cho ông đây ạ. Cháu làm tốt lắm cậu bé. Hãy coi như đó là số tiền ta tặng cho những nỗ lực và sự cố gắng của cháu mấy ngày qua. Cháu không nhận được thưa ông, đó là khoản đầu tư của ông mà cháu hứa sẽ trả mà. Thôi được rồi, ta sẽ cầm số tiền này, hy vọng sẽ gặp lại cháu sau này. Cháu cũng rất vui vì đã gặp được ông ạ. Ông hãy đợi cháu tốt nghiệp, nhất định cháu sẽ tìm gặp ông. Được rồi, ta rất mong ngày đó đấy, nhóc con ạ. 15 năm sau. Khắp nơi đều gọi điện đòi nợ, trong khi hiện tại chúng ta đang bị thâm hụt vốn lưu động trầm trọng. Thưa ngài, có một người thanh niên muốn hẹn ngài ăn trưa, ngài có... Là ai? Dạ, người đó bảo là đối tác quan trọng của ngài từ 15 năm trước ạ. Chào ông, tôi muốn đầu tư vào công ty của ông và lợi nhuận sẽ được trả lại nội trong vòng 5 năm. Cậu là... Cháu chính là cậu bé đánh giày đối tác của ông cách đây 15 năm. Tôi cũng đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ. Đến đây nhìn cậu, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng cậu bé đánh giày năm xưa. 15 năm trước ông đã dạy cho cháu cách làm thế nào để sinh tồn, nhờ đó mà cháu mới có được kẻ hôm nay. Cháu đã hứa nhất định sẽ tìm gặp ông, và ông thấy đấy, cháu đến xin làm đối tác của ông và sẽ đầu tư vào công ty của ông 700.000 đô. 700.000 đô? Cậu nói thật chứ? Dạ, tất nhiên là thật rồi. Hiện cháu đã có công ty riêng, hoạt động cũng khá tốt, nhưng cháu cũng sẽ có thêm yêu cầu tiền lãi. Cậu muốn tính lãi bao nhiêu? 1 đồng thưa ông. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không ai có thể ngờ rằng 90 đồng tôi đầu tư khi xưa cho cậu có thể đổi lấy 700.000 đô. Đây đúng là kết quả thành công nhất từ việc đầu tư vào cuộc đời. Hi.
like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.